Trong khi nhiều người lo sợ cao huyết áp, thì ngược lại, huyết áp thấp lại nhận được ít sự quan tâm từ nhiều người. Theo các bác sĩ tim mạch, thì bất kỳ sự tăng giảm huyết áp so với mức bình thường đều đáng lo ngại. Bà Nguyễn Thị Loan ở Hải Phòng, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Bà phát hiện mình bị huyết áp thấp cách đây 10 năm. Lao động và luyện tập nhẹ nhàng hơn những người khác, nhưng bà cảm thấy rất mệt mỏi. Bà hoa mắt, chóng mặt, khó tập trung và dễ nổi cáu và có cảm giác buồn nôn. Khi đi khám, các bác sĩ nói bà bị huyết áp thấp. Biết bệnh của mình, bà và một số người thở phào vì không bị huyết áp cao. Bà nghĩ rằng huyết áp thấp sẽ đỡ bị đột quỵ. Tôi bị 10 năm nay rồi, thế nhưng mà cứ thỉnh thoảng thì lại thấy cái chóng mặt. Đấy. Nó cứ quay người ra thì thấy tối mắt lại cái thì không dám đi nữa, thì ngồi nguyên lại. Thế cứ thỉnh thoảng đi bác sĩ thì cứ bảo rằng là áp huyết tụt, chỉ đo là bảo mình áp huyết tụt thôi, còn bảo từ đâu thì không biết được, là bác sĩ không nói là từ đâu. Đấy, tôi chỉ bị là cứ thỉnh thoảng này tối sầm mặt lại thì là không dám đi lại nữa, thì lại ngồi lại. Tôi đấy cứ thấy người khó chịu mà cảm thấy là đầu óc cũng đôi lúc quay cuồng, cảm thấy mình không bình thường thì sợ phải đi bác sĩ. Thì khám ra thì bác sĩ bảo là bị áp huyết tụt. Bác sĩ bảo nguy hiểm mà cái là khi mình tối mình không kịp thời xử lý, ngồi loại hay ngồi yên một chỗ hoặc làm cái gì đó thì mình cũng thể là ngã, đập đầu ở đâu tôi cũng sợ. Khi làm việc với các bác sĩ tim mạch, các bác sĩ đều nói rằng đây là một quan niệm khá sai lầm của nhiều người. Huyết áp thấp cũng là một bệnh và nó rõ ràng là nó có nguy hiểm. Mặc đúng là trong thực tế thì mọi người hay gặp trường hợp huyết áp cao và những cái biến chứng huyết áp cao nên mọi người rất hay tập trung vào đấy. Đấy là một cái điều tốt. Tuy nhiên thì không thể bỏ qua huyết áp thấp vì là nó có một số những cái có thể gây ra. Thứ nhất là những trường hợp huyết áp rất thấp thì lâu ngày nó có thể gây ra cái thứ nhất là cái sinh hoạt hàng ngày sẽ bị ảnh hưởng vì bệnh nhân rất hay có tình trạng mệt mỏi và gây có những choáng ngất. Thứ hai là có thể gây ra cái tình trạng thiếu máu não, thậm chí là sẽ nhồi máu não vì là thiếu máu cung cấp lên trên não. Thứ ba là một cái cũng rất nguy hiểm là những cái tai nạn xảy ra trong những cơn choáng ngất của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân đang đi lại hoặc là các bà nội trợ mình đang thổi nấu ở nhà chẳng hạn thì một cái ngã đấy có thể vào ngay cạnh bếp hoặc là đi ngoài đường bị xe đâu thứ. Cái đấy cũng là điều rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Những người như thế nào sẽ bị chẩn đoán là mắc bệnh? Huyết áp được định nghĩa là áp lực của dòng máu chảy trong lòng mạch tác động lên thành mạch máu, giống như áp lực của nước chảy trong lòng ống tác động lên thành ống. Chỉ số huyết áp phụ thuộc vào lực bơm máu của tim, thể tích máu được bơm, kích thước cũng như độ đàn hồi của thành động mạch. Chỉ số huyết áp bình thường dao động từ 90/60 đến 139/89 mm thủy ngân và thay đổi thường xuyên tùy theo các trạng thái về thời gian, hoạt động thể lực và cảm xúc. Huyết áp thấp được định nghĩa là khi số đo huyết áp nhỏ hơn 90/60 mm thủy ngân hoặc giảm nhiều hơn 20 mm thủy ngân so với chỉ số huyết áp bình thường trước đó, kèm theo các triệu chứng do giảm máu đến các cơ quan như chóng mặt, mệt, tay chân tê, lạnh, hồi hộp, tim đập nhanh. Bà Nguyễn Thị Loan mặc dầu bị huyết áp thấp, nhưng bà không có các bệnh lý khác đi kèm. Còn chị Vũ Bích Châu ở Hải Phòng cũng được bác sĩ chẩn đoán là huyết áp thấp. Tuy nhiên, bệnh lý này lại do căn bệnh về tuyến giáp gây nên. Chính vì vậy, sức khỏe của chị Châu bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù chỉ làm việc nhẹ trong nhà, nhưng chị cũng đã rất mệt mỏi. Đã có vài lần chị bị xỉu trong nhà tắm, nhưng rất may là có người ở nhà phát hiện kịp thời. Từ trước cái này thì tôi thấy chỉ nói là áp huyết cao là nguy hiểm thôi.
Chứ còn không thôi là áp huyết thấp thì nguy hiểm. Thì đầu tiên thì tôi cũng không biết là mình áp huyết thấp hay áp huyết cao, nhưng mà thấy đi làm công việc trong gia đình ấy, nhất là đi cầu thang xuống thì xuống nhà rất mệt. Thế xong mà chẳng hạn như là hơi đói hơn, đói quá bữa một chút thì thấy kiểu chân tay nó không được bình thường, nó kiểu hơi bủn rủn một chút. Thế sau thỉnh thoảng có chóng mặt thì đi kiểm tra thì mới thấy là mình bị áp huyết thấp. Kiểu tôi là cũng dạng là tim mạch, nhưng mà kiểu mạch đập nhanh ấy, đi ra đây mà tim đập nhanh thì cuối cùng là thành áp huyết thấp, thành cả ảnh hưởng ra, thế là thành bị áp huyết thấp. Thế là bây giờ bác sĩ vào điều trị thì tức là phải ăn uống đầy đủ, và hơi cảm thấy có hiện tượng một cái thì có thể là bác ấy cứ dặn là có thể ăn cái bánh ngọt, bánh ngô gì vào thì tức là nó thì nó đỡ lên. Thì sau cái đợt đấy thì bắt đầu mình phải ăn uống đầy đủ, chứ thường thường tôi ăn không đúng bữa đúng giờ, cứ thường thường là hôm thì ăn sớm, hôm ăn muộn. Thế mà thứ nhất là ăn thì cũng ăn ít, thế bây giờ phải ăn đầy đủ chất, ăn nhiều, ăn đầy đủ chất, ăn nhiều và ăn uống là đúng giờ thì là cảm thấy nó đỡ hơn. Tôi thấy là bây giờ xem trên báo trên mạng nhiều rồi, thấy áp huyết thấp cũng rất nguy hiểm ấy. Huyết áp có thể có khi còn nguy hiểm hơn cả huyết áp cao. Tại vì mấy lần tôi thấy mình tự dưng là sa sẩm mặt mày ấy, có hiện tượng thế, nên ra là cũng thấy là xem này trên báo đài mạng ấy thì thấy là có vẻ còn nguy hiểm hơn áp huyết cao. Thế nên ra là bây giờ là chế độ ăn uống là cực kỳ là cẩn thận. Huyết áp thì được định nghĩa là cái áp lực của dòng máu lên trên thành mạch. Đấy, giống như là khi trong một cái ống nước thì cái áp lực của nước đè lên trên thành ống, thì một cái huyết áp thì nó sẽ được tạo bởi ba cái yếu tố. Thứ nhất là lực co bóp cơ tim, thứ hai là cái thể tích máu ở trong lòng mạch, và thứ ba là cái độ đàn hồi của thành mạch. Thế thì bất cứ một cái yếu tố nào ảnh hưởng đến ba cái này thì đều có thể gây ra ảnh hưởng đến huyết áp. Thì người bình thường thì huyết áp thì sẽ dao động trong khoảng từ 90/60 đến 139/89. Cái con số đầu tiên thì gọi là huyết áp tâm thu, tức là khi mà tim co bóp đẩy máu vào trong lòng mạch. Và huyết áp cái con số thứ hai gọi là huyết áp tâm trương, là khi tim nghỉ không co bóp để tống máu vào. Thế thì một người được gọi là huyết áp thấp khi mà huyết áp có dưới 90/60, hoặc là huyết áp giảm hơn 20 mmHg so với tình trạng bình thường, kèm theo các triệu chứng của cái huyết áp thấp, tức là thiếu máu tưới các mô ngoại vi, như là bệnh nhân thiếu máu não thì sẽ gây hoa mắt, chóng mặt. Bệnh nhân thiếu máu nuôi các chi thì có thể thấy mệt mỏi, tê bì chân tay lạnh. Đấy là những cái biểu hiện của cái huyết áp thấp. Thứ nhất là những trường hợp bệnh lý rõ ràng liên quan đến huyết áp thấp, như là bệnh lý về tim mạch, nội tiết, thì nhiễm trùng, thì hoặc là sốc phản vệ, thì đấy, những cái đấy là những trong bệnh cảnh của những bệnh lý khác. Còn ngoài ra có số những trường hợp là nó ảnh hưởng bởi cái rối loạn về thần kinh thực vật thì có thể gây dạng thế. Ví dụ như là có một số bệnh nhân là sau ăn chẳng hạn, nó gây ra những cái rối loạn khi bệnh nhân ăn no, có bữa ăn no thì nó gây ra ức chế cái, tức là kích thích đến cái đám rối thần kinh dương ở bụng, thì có thể gây ra cái tình trạng như thế. Rồi là khi mà bệnh nhân ra quá nhiều mồ hôi, mất nước, nó giãn mạch nhiều thì bệnh nhân cũng có thể có những cơn tụt huyết áp như thế. Phụ nữ mang thai không chỉ đối diện với nguy cơ huyết áp cao như trong trường hợp tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật, mà còn phải đối diện với nguy cơ huyết áp thấp. Cụ thể, trong khoảng 24 tuần đầu của thai kỳ, huyết áp tâm thu thường giảm từ 5 đến 10 mmHg thủy ngân, và huyết áp tâm trương giảm nhiều từ 10 đến 15 mmHg thủy ngân. Điều này là hết sức bình thường. Các chỉ số huyết áp có thể trở lại bình thường như trước thời kỳ mang thai, sau khi người phụ nữ sinh con. Người bị các vấn đề về tim, các bệnh nhân bị nhịp tim quá chậm, bệnh van tim, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim có thể bị huyết áp thấp, do các bệnh lý này khiến tim không thể cung cấp đủ máu cho cơ thể. Người mắc các bệnh về nội tiết thường gặp ở các bệnh nhân có vấn đề về tuyến giáp, như tình trạng suy giáp, suy thượng thận hay hội chứng Edison, tình trạng hạ đường huyết. Ngoài ra, một vài trường hợp đái tháo đường cũng có thể gây huyết áp thấp. Bị mất nước. Mất nước là khi lượng nước vào cơ thể ít hơn lượng nước thải ra. Tình trạng này có thể dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt và kiệt sức. Nặng hơn là sốc do giảm thể tích tuần hoàn. Có thể bị mất nước khi sốt, nôn, tiêu chảy nặng, dùng quá liều lợi tiểu và luyện tập quá sức. Người hay bị mất máu. Mất máu qua vết thương lớn hoặc chảy máu trong làm giảm lượng máu trong cơ thể, dẫn đến tụt huyết áp. Người bị nhiễm trùng nặng, vi khuẩn đi vào máu gây nhiễm khuẩn huyết nặng,
có thể dẫn đến tụt huyết áp và sốc nhiễm khuẩn gây đe dọa tính mạng. Những người bị dị ứng nặng hay còn gọi là sốc phản vệ. Sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng và có thể gây khó thở, nổi mề đay, ngứa, sưng nề cổ họng và hạ huyết áp. Người bị thiếu dinh dưỡng trong chế độ ăn uống, tình trạng thiếu vitamin B12 và folate có thể gây ra thiếu máu. Khi đó, cơ thể không sản xuất đủ hồng cầu và gây ra huyết áp thấp. Một số thuốc có thể gây huyết áp thấp như lợi tiểu, chẹn alpha, ức chế beta, thuốc điều trị Parkinson. Một số loại thuốc chống trầm cảm như thuốc chống trầm cảm 3 vòng, đặc biệt kết hợp với một nitroglycerin. Khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện trầm trọng như vậy, những cơn mà hoa mắt chóng mặt như thế, thì bao giờ đầu tiên cũng phải là đi khám bác sĩ để tìm ra đúng cái nguyên nhân gây ra cái triệu chứng như thế. Như tôi đã nói lúc đầu là thực ra có rất nhiều nguyên nhân thể gây ra như thế, ví dụ những bệnh về thần kinh, những bệnh về tim, những bệnh về nội tiết đều có thể gây ra cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt như vậy. Thế thì nếu như mà cái triệu chứng đấy nó chỉ nằm trong một cái bệnh cảnh như là của bệnh suy tim chẳng hạn, thì mình rõ ràng mình phải điều trị suy tim trước. Ví dụ như bệnh lý về thần kinh thì mình phải điều trị về cái vấn đề về thần kinh. Ví dụ nội tiết như cái bệnh nhân bị vấn đề về tuyến giáp như mình vừa nói, thì rõ ràng điều trị tuyến giáp thì cái huyết áp và cái triệu chứng nó sẽ hết và bình thường. Nếu như khi loại trừ hết đấy rồi thì mình mới có thể kết luận được rằng nó là do cái huyết áp thấp, và chế độ điều trị nó sẽ phải khác với cả những cái bệnh lý kia. Nên là việc mà bệnh nhân đến viện và khám là vô cùng quan trọng. Thì có thể là một triệu chứng có thể giống nhau, nhưng mỗi người lại là một nguyên nhân gây khác nhau, và mình phải điều trị đúng nguyên nhân thì nó mới khỏi được bệnh. Về mặt nguyên tắc thì cơ thể bao giờ cũng cố gắng để đạt đến cái mức cái sự cân bằng trong tất cả mọi hoạt động. Ví dụ khi huyết áp thấp thì nếu mà do thì tim nó thường sẽ cố gắng co bóp thật nhiều lên, thì nó cố gắng tăng cái lượng máu để tống được vào trong lòng mạch. Đấy, thì lâu ngày nó có thể gây suy tim. Thế và thực tế là bệnh nhân huyết áp thấp thường hay có nhịp tim rất là nhanh, họ hay cảm thấy những, như là ví dụ những người có cơn huyết áp thấp chẳng hạn, thì họ hay thấy hồi hộp chóng ngực. Đấy, đấy là một cái biểu hiện của nhịp tim rất là nhanh, và nếu mà để như thế lâu ngày mình không điều chỉnh thì nó cũng thường dẫn đến suy tim. Thế thì cái việc mà điều chỉnh cái, như tôi đã nói là cái việc điều trị cái huyết áp thấp ấy, ban đầu bắt đầu bằng cái việc là thứ nhất là tìm cái nguyên nhân có phải trong một cái bệnh cảnh khác không. Thứ hai là sau khi đã trừ hết những cái nguyên nhân rõ ràng có thể gây đến huyết áp thấp thì nó là cái huyết áp thấp có thể tạm gọi là vô căn, thì mình sẽ bắt đầu điều trị bằng cái việc là thay đổi chế độ sinh hoạt, luyện tập. Sau khi thay đổi rồi mà bước đầu tiên như thế mà không đạt hiệu quả thì mới dùng đến thuốc. Người bệnh huyết áp thấp sẽ cảm thấy khó tập trung và dễ nổi cáu. Hạ huyết áp gây hoa mắt, chóng mặt, say sầm, choáng váng, ngất nhưng vẫn còn ý thức. Khi nằm xuống nghỉ ngơi một lúc sẽ thấy đỡ hơn. Mệt mỏi là đi và rất muốn được nghỉ ngơi. Ngất, triệu chứng này xảy ra nhanh và mất ý thức. Có những khi ngừng thở, ngừng tim rồi phục hồi lại nhanh chóng. Thở dốc, nhất là sau khi leo lên cầu thang hoặc làm việc nặng. Trụy mạch. Đây là triệu chứng xảy ra đột ngột. Khi ấy, ý thức của người huyết áp thấp sẽ lơ mơ, hạ huyết áp, mạch đập nhanh, nhỏ. Triệu chứng này thường gặp ở các bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc hoặc những người bị bệnh tim mạch ở mức độ nặng. Sốc. Đây là triệu chứng xảy ra từ từ, thấy mạch đập nhanh hơn bình thường, huyết áp hạ, thấy chán vã mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Chết đột ngột. Đây là tình trạng không có huyết áp và không thấy mạch. Người bệnh sẽ không phục hồi lại được mặc dù đã được cấp cứu hồi sức tốt. Bà Lê Thị Tiến, 63 tuổi, ở Phố Vọng, Hà Nội, phát hiện ra mình bị huyết áp thấp cách đây 7 năm. Cũng như bà Loan, bà không có các bệnh lý khác đi kèm. Tuy nhiên, căn bệnh này khiến bà khá mệt mỏi. Đau đầu, chóng mặt là cảm giác thường xuyên bà gặp phải.
bài học từ các thử nghiệm lâm sàng. Khi nó có những cái biểu hiện đau đầu chóng mặt đấy, thế và cảm giác là mình khó chịu và mình không đi lại được nữa và phải ngồi vào một chỗ để mà giữ cái thăng bằng, thế rồi là đo huyết áp, dùng máy đo cũng tự đo ở nhà thì thấy huyết áp nó tụt, tụt có khi thậm chí xuống chỉ còn ví dụ như là 88/60 rồi 90/65, tức là nó cũng dao động trong cái khoảng như vậy. Thì lúc đấy thì cũng chỉ xử lý theo đọc những cái sách báo, ví dụ như là mình phải uống chè gừng vào chẳng hạn để nó tăng cái huyết áp lên, tăng cái nhịp tim lên, nhịp tim lúc đó nó cũng xuống thấp. Thì trước đây thì chưa đến bệnh viện và chưa được bác sĩ tư vấn ấy, thì cái quan điểm của tôi hiểu về cái tụt huyết áp thì cũng chỉ biết là nó cũng cứ đau đầu chóng mặt, thì người thì cứ bảo là bị tiền đình, cứ nói là à có khi tiền đình đấy, thế nhưng mà thực chất ra là cũng không hiểu tiền đình nó như thế nào, thì chỉ đến bác sĩ thì thôi, thì tất cả mình phải đến bác sĩ và bác sĩ tư vấn thì là cái đấy là mình mới hiểu hết được. Vâng, thế và trong cái tụt huyết áp này thì bác sĩ cũng có dặn là thí dụ như đối với người già có khi lại phải ăn tăng lên không phải 3 bữa đâu, mà có khi phải 4-5 bữa, chia nhỏ bữa ăn ra để cho cái huyết áp nó được điều hòa hơn, không phải cứ cái huyết áp cao là nguy hiểm. Và hiện nay rất nhiều trường hợp bị huyết áp thấp mà tôi đã được chứng kiến và nghe người ta khác kể lại thì nó cũng rất nguy hiểm, nó cũng không khác gì là huyết áp cao, cũng xảy ra những các cái tai biến nguy hiểm. Có những lúc với những triệu chứng không mong muốn, bà đã phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Đến viện, nghe các bác sĩ tư vấn, bà hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình và điều chỉnh chế độ sinh hoạt sao cho hợp lý hơn. Vâng, chào bác sĩ. Cô Tiến ạ, à, hôm qua cô ngủ được không? À, nhìn chung là sau khi khám bệnh và cho thuốc thì uống thuốc thì cô thấy ngủ tốt hơn nhiều. Thế mấy cái triệu chứng lúc trước mình vào ổn không ạ? Mấy cái triệu chứng lúc trước khi vào của cái tụt huyết áp này thì cô thấy chóng mặt, không còn chóng mặt, chóng mặt rồi rức đầu, rồi người nôn nao mệt mỏi. Thì sau khi uống thuốc thì cô thấy là nói chung là cũng ổn. Ổn hơn rồi chị ạ, đỡ hơn rồi. Cô tại vì là cô mình thì nó huyết áp hơi thấp. Đấy, nó sẽ gây ra những cái triệu chứng kiểu chóng mặt rồi là nôn nao các thứ như hôm trước. Đấy, nhưng mà đây thì bọn cháu điều chỉnh lại một chút thì nó cũng ổn hơn rồi. Thì thì cô phải nhớ là chắc là cô theo dõi khoảng 1-2 hôm nữa mà ổn thì mình có thể ra viện được. Thì cô ra viện là nhớ là có một số cái mình sẽ phải chú ý như này nhá. Thì thứ nhất là về cái chế độ ăn uống này thì có mấy cái. Thứ nhất là mình sẽ phải ăn cho đủ bữa. Đấy, mình giảm cân này thì cũng tốt nhưng mà không được bỏ bữa. Vì bỏ bữa nó sẽ gây tụt đường huyết, nó sẽ gây tụt cả huyết áp nữa nhá. Thì cố gắng ăn ít nhất một ngày 3 bữa. Đấy, nếu ví dụ như là những trường hợp mà người già hơn mà họ ăn uống kém hơn ấy, thậm chí họ cháu phải dặn là ăn thêm bữa phụ vào buổi sáng với cả buổi tối nữa cơ, là 4-5 bữa một ngày nhá. Thế còn nếu mà cô vẫn muốn giảm và thì mình vẫn ăn đủ bữa, nhưng trong cái chế độ ăn của mình ấy thì là vừa đấy để tránh được cái việc bị huyết áp thấp này, vừa có thể giúp được giảm cân nữa là mình giảm các loại thức ăn mà có nhiều carbon hydrate, tức là nôm na là cái cơm, cả bánh mì ấy, các loại tinh bột, các thứ là mình hạn chế lại được nhá. Đấy, rồi là mình cũng, cô cũng đừng nghĩ là khi mà mình uống những cái thuốc bổ rồi kiểu như là mùa hè mọi người hay uống thuốc đông y các thứ ấy thì phải chú ý là những cái thuốc mà có tác dụng lợi tiểu là mình không uống vì nó sẽ gây mất nước nhá. Đấy là cái thứ tiếp này. Cái tiếp theo nữa khi ăn là cô có thể ăn tăng muối lên nhá. Ăn tăng muối lên. Vâng. Thế thấy bảo là huyết áp thì phải kiêng muối. Đúng rồi, tức là thường là những bệnh nhân tim mạch ấy thì là sẽ hạn, mọi cháu phải dặn bệnh nhân là hạn chế ăn muối. Tuy nhiên thì là trong trường hợp của cô huyết áp thấp ấy thì mình phải ăn tăng muối lên một chút. Đấy, thì tùy từng bệnh thôi. Còn cũng là bệnh tim mạch nhưng mà đại đa số bệnh tim mạch ấy là phải dặn là phải ăn hạn chế muối vì cái muối nó sẽ làm tăng huyết áp.
Đấy, nhưng mà trường hợp của cô cũng là bệnh tim mạch nhưng mà lại bệnh huyết áp thấp thì là mình lại phải ăn muối tăng lên một chút nhá. Tức là ăn muối để nó tăng cái huyết áp lên. Đúng rồi, cũng hiểu nôm na thế cũng được nhá. Đấy, thế còn cái nữa là ăn nữa là mình sẽ về cái uống nước ấy thì cô phải uống thêm nhiều nước vào. Khoảng mỗi ngày khoảng lít rưỡi, ít nhất lít rưỡi, nếu không thì 2 lít. Thì để cho nó dễ thì là buổi sáng cô đong luôn vào một cái chai nước để sẵn ở đấy nhá. Một lít rưỡi hoặc 2 lít mình đong luôn, xong cả ngày mình cứ đi lại xong rồi mình uống nước đấy. Thế hôm nào mà mình luyện tập nhiều ra mồ hôi nhiều này, hoặc trời nó nóng ra mồ hôi nhiều thì mình có thể uống tăng lên một chút. Phải uống tăng lên. Đúng rồi, cái nước này thì là không kể cái cơm canh mình ăn đâu. Riêng cái nước trắng mình uống hàng ngày đã là phải như thế rồi nhá, để đảm bảo đủ cái lượng nước nữa. Rồi. Thế còn cô ấy thì thỉnh thoảng cũng có vài lần chóng mặt sau khi mà mình ăn xong ấy. Đấy, thì cũng có một số trường hợp là như thế, thì là trong bữa ăn thì mình có thể uống kèm cà phê hoặc nước chè. Thì cái đấy nó làm tăng huyết áp tạm thời trong cái khoảng tránh cái lúc mà sau khi ăn mình hay bị choáng đi. Nhá. Tuy nhiên thì uống ít thôi ạ, uống khoảng nhất là với cà phê thì mình dùng cái cà phê pha phin này là hợp lý. Đấy, thứ hai là mình uống khoảng 1 đến 2 cốc khoảng 250 ml một ngày thôi nhá. Thì để tránh là gây nghiện rồi nó lại gây ra những cái khác, ví dụ tăng nhịp tim các thứ hồi hộp nó cũng khó chịu. Đấy, việc hoặc là gây nghiện thì cũng không tốt. Đấy ạ. Đấy, rồi nếu mà cô uống để nếu mà có bệnh dạ dày ấy, thì cũng có thể là không thể áp dụng được như thế, bởi vì là nó những cái nước uống nó sẽ kích thích gây dạ dày. Thế còn ngoài ra cũng hạn chế là không uống những thuốc có cồn, ví dụ rượu, bia, các thứ này nọ, nó không uống vì nó gây mất nước. Thế trường hợp mà của cô ấy thì nó có thêm một cái là mình cái hơi thiếu sắt. Đấy, do cái chế độ ăn là mình cứ ăn kiêng quá ấy. Ăn kiêng quá. Đấy, thì là mình những cái trường hợp như thế thì cũng như của cô là bị thiếu sắt ấy, thì mình là ăn phải nhiều cái thức ăn có nhiều sắt lên, như các loại thịt đỏ này. Đấy là hay là nhiều sắt, thịt bò thứ ấy. Đấy thì nó có thịt nhiều sắt. Thì là tôm, rau tôm. Nền. Không, rau rau dền. Rau dền. Đấy, những cái loại thức ăn mà có màu đỏ thì nó có nhiều sắt. Đấy thì mình ăn tăng lên nhá. Đấy là về chế độ ăn uống này. Cô có một cái thứ hai nữa là về cái chế độ sinh hoạt ấy thì cô rất chú ý nhá, là khi mình làm cái gì nó cũng phải từ từ, tức là mình chuyển từ nằm sang ngồi này, từ ngồi đứng lên đi lại, tất cả phải từ từ hết. Ví dụ như cô nằm ngủ, nhất là buổi sáng khi mình ngủ dậy thì mình nằm một thời gian rất khá dài thì mình ngủ dậy mình nằm nghiêng người sang một bên, xong chống tay ngồi dậy. Đấy, rất từ từ chống tay ngồi dậy trên giường rồi, sau đó bắt đầu mới thả chân xuống dưới đất. Thì mình hít sâu vào khoảng 30 giây, 1 phút rồi đấy, thì mình bắt đầu mới đứng lên đi lại. Như thế thì cho cái cơ thể nó có cái thời gian để nó thích nghi với cái việc tưới máu não các thứ nhá. Chuyển từ cái tư thế từ nằm sang ngồi đi lại mà. Đấy là cô rất chú ý. Vì là rất nhiều trường hợp là cứ vội vội vàng vàng là mình đứng lên đi lại rồi rất vội rồi là choáng ngã đấy nhá. Đấy, còn rất quan trọng đấy. Đúng rồi. Đấy, còn cái luyện tập thì là cái rất cần thiết. Tất cả những cái bệnh gì đại đa số là cái việc luyện tập bao giờ nó tăng cường thể lực chung của cơ thể. Đấy. Chứ trong có cái huyết áp thấp thì có cái nguyên nhân nó làm gây huyết áp thấp nữa là cái rối loạn về cái trương lực thần kinh mạch máu, thì cái việc luyện tập nó cũng tăng cái đấy lên nhá. Thì làm thì đối với cơ thể của cô ấy với cả thì cô có thể luyện tập những cái nó vừa phải thôi, đừng luyện tập những cái nó quá mạnh. Ví dụ như là cô có thể là đi bộ này, đấy, hoặc tập đi xe đạp. Đấy thì cái đấy nó là nhẹ nhàng và nó thích hợp với cả người già. Hoặc là tập dưỡng sinh ấy, đấy, những cái như thế là được. Thế còn những cái mà nó phải chạy nhảy nhiều quá thì nó mình có thể là hạn chế, tức là mình cũng không tác động mạnh. Đúng rồi, những cái như kiểu động mạnh. Đúng rồi, thì với cả nó cũng ảnh hưởng đến cả khớp các thứ nữa. Thì mình cho thấy là đối với bệnh nhân tim mạch ấy thì đi xe đạp với cả đi chạy bộ. Đi bộ. Đúng rồi. Đi bộ nhanh một chút. Đi bộ nhanh một chút. Đúng rồi, nhưng không thành chạy. Đấy, thì là hợp lý. Nhưng cô nhớ là khi mà cô luyện tập thì phải luyện tập những cái nơi mà dành cho những người cho dành riêng luyện tập ấy, chứ đừng đi ở ngoài đường nhá. Bởi vì là nhỡ chẳng may mà mình lại lúc phải đúng cái cơn mà mình vẫn còn choáng hết các thứ ấy, thì nếu mà đi ngoài đường thì nó dễ bị ngã, thì nguy hiểm tai nạn ra nhá. Thì mình đi ở những cái chỗ kia thì nó đỡ hơn, thì có xỉu hay ngã thì nó cũng an toàn hơn nhá. Được chưa ạ? Đấy, vâng, thì vâng. Những cái này thì lúc ra viện thì cháu cũng sẽ ghi vào trong cái đơn thuốc đầy đủ cho cô. Bây giờ cứ dặn thế trước cho cô thế về chế độ ăn, được chưa ạ? Cảm ơn bác sĩ nhiều. Vâng, thế nhé cô nhé. Rất ghi nhận những các cái lời dạy của lời dặn của của bác sĩ để thực hành cho nó đúng. Thôi rồi, cô thế này thì chắc là tuy cái bệnh huyết áp này mọi người cứ tưởng là đơn giản nhưng mà cũng rất nguy hiểm.
Vâng, đấy thì mọi người thường là hay nghĩ là tăng huyết áp thì đáng sợ. Đúng, tăng huyết áp cũng rất nguy hiểm, nhưng mà tụt huyết áp nó cũng là một cái mà cần phải chú ý. Và cũng có thế. Thể là gây ra những các cái tai biến. Đúng rồi, vâng ạ. Vâng, thế cô nhá. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều nhé. Dạ vâng ạ, vâng. Chào cô ạ. Bệnh nhân vừa rồi thì là được chẩn đoán là huyết áp thấp, thì khi biểu hiện vào viện là bệnh nhân có những cơn chóng mặt, hoa mắt, rồi là thấy nặng đầu và đặc biệt là thấy rất mệt mỏi. Có rất là nhiều nguyên nhân có thể gây ra những triệu chứng như của bà Tiến. Tuy nhiên thì sau khi loại trừ những nguyên nhân mà khác như là có những cái tai biến máu não hoặc là những cái bệnh lý về tim mạch như suy tim, thì chúng tôi đưa đến kết luận là cái này làm cái trường nhỏ bị huyết áp thấp. Và cái việc điều trị cái huyết áp này trong trường hợp này là không có một bệnh lý rõ ràng để dẫn đến cái tình trạng huyết áp bị thấp như vậy, thì chủ yếu là bệnh nhân sẽ tập trung vào cái chế độ ăn uống và luyện tập hàng ngày. Trường hợp này thì như chúng ta thấy là sau vài ngày ở viện thì bọn tôi đã điều chỉnh lại, hướng dẫn lại cái cách chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, thì bà đã có những cái tiến triển tốt, thì có thể là chưa cần phải dùng thuốc mà chỉ tập trung vào cái chế độ sinh hoạt thôi. Với chứng bệnh huyết áp thấp, bệnh nhân cần phải lưu ý về chế độ ăn uống và sinh hoạt. Bởi những việc tưởng chừng như đơn giản này lại ảnh hưởng rất nhiều tới tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Cái chế độ sinh hoạt luyện tập của bệnh nhân huyết áp thấp thì nó có mấy cái rất là đáng chú ý như này. Nhất là về chế độ ăn uống thì nhất là phải ăn đủ bữa, đấy, ít nhất là 3 bữa một ngày. Và nếu mà bệnh nhân mà già yếu hoặc là khó ăn, mỗi bữa nó ít hơn thì mình phải chia nhỏ ra, thậm chí là 4-5 bữa để thành những bữa phụ để đảm bảo là không bị hạ đường huyết. Vì hạ đường huyết cũng là một nguyên nhân thường dẫn đến là hạ huyết áp. Đấy, cái thứ hai là phải hạn chế ăn các loại thức ăn có carbon hydrate. Cụ thể như là ở đây là mình hay hạn chế ăn các tinh bột cơm hoặc bánh mì. Đấy. Thứ ba là mình ăn tăng muối lên. Cái này thì phải rất là chú ý, vì là bệnh nhân, đại đa số các bệnh nhân tim mạch là được khuyên, và đúng là như thế, là nên ăn hạn chế muối. Vì cái lượng muối ở cái natri ở trong muối thì nó có thể làm gây đến tình trạng, dẫn đến tình trạng suy tim. Tuy nhiên thì đối với bệnh nhân huyết áp thấp thì lại cần phải là ăn tăng muối lên. Và để cho nó mình có cái chế độ chính xác thì tốt nhất là bạn về cái việc ăn muối này thì bạn nên phải đến các trung tâm khám bác sĩ tim mạch để có một cái tư vấn chính xác là mình nên ăn chế độ muối như thế nào là hợp lý. Một cái tiếp nữa trong quá trình ăn uống đấy là mình nếu như mà bạn bị huyết áp thấp do tình trạng thiếu máu, thiếu sắt do cái chế độ ăn ấy, thì mình phải nên ăn tăng các loại thức ăn có nhiều sắt, acid folic lên, như là các loại thịt hoặc các loại rau có màu đỏ, như là thịt bò, rau dền. Đấy là những cái loại thức ăn nó cung cấp nhiều chất sắt để đảm bảo cái lượng máu trong cơ thể. Một cái nữa là cần phải uống nhiều nước, vì một trong những nguyên nhân huyết áp thấp là gây là bị mất nước. Như tôi đã nói là bị thiếu cái lượng nước ở trong cái lòng mạch ấy, thì cái việc uống nước là vô cùng quan trọng. Mỗi ngày mỗi người uống tốt nhất là khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít. Đấy, và đối với những bệnh nhân lớn tuổi thì tôi thường khuyên luôn là bệnh nhân đong luôn một cái bình nước từ buổi sáng, và cứ trong ngày không kể có loại cơm canh ăn thì riêng nước uống trắng đã khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít rồi. Đấy, thế trong trường hợp mà mọi người luyện tập nhiều, ra mồ hôi nhiều, trời nắng nóng thì có thể uống thêm. Một trong những cái nguy hiểm của huyết áp thấp là những cái tai nạn khi mà bệnh nhân bị những cơn choáng ngất. Đấy. Thế thì để tránh những cơn choáng ngất đấy thì trong cái mọi sinh hoạt của bệnh nhân thì cần phải diễn ra rất là từ từ. Ví dụ đặc biệt là khi mà mình thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi, hoặc từ ngồi đứng lên đi lại, đấy thì phải rất từ từ. Thì tôi thường khuyên bệnh nhân là ví dụ đang nằm, nhất là buổi sáng sau khi mình nằm rất lâu ngủ dậy, thì phải nghiêng người sang một bên, chống tay ngồi dậy, ngồi trên giường từ từ. Sau khi ngồi vững ở trên giường mới thả chân xuống dưới đất, hít sâu, có thể đợi khoảng 30 giây thì sau đó mới đầu mới đứng lên đi lại. Thì để cơ thể nó có cái thời gian thích nghi với cái việc tưới máu cho não. Đấy. Còn về cái chế độ luyện tập thì thực ra thì việc luyện tập nó sẽ làm tăng cường cái sức khỏe chung của cơ thể. Đối với bệnh nhân huyết áp thấp thì một số trường hợp nó do cái rối loạn cái trương lực thần kinh cơ, mạch máu, thì cái việc luyện tập cũng làm tăng cái đấy lên. Đối với tuy nhiên thì bệnh nhân huyết áp thấp vì là hay có những cái cơn choáng ngất như thế thì tôi khuyên là nên tập những môn mà nó tương đối nhẹ nhàng. Ví dụ như là mình có thể đi bộ nhanh một chút. Thứ hai là mình đạp xe đạp. Thứ ba là mình có thể tập dưỡng sinh. Đấy là hoặc là tập yoga. Đấy là những cái bộ môn nó vẫn có thể luyện tập đầy đủ cho cơ thể, nhưng mà nó không vận động quá mạnh mà có thể gây ra những cái choáng ngất cho bệnh nhân.